Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lala Luna của Anna và Lily. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của tụi mình thì hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào của tụi mình nhé. Chào mọi người, hôm nay hãy cùng với Anna vẽ một ngôi nhà đơn giản này nhé. Đầu tiên thì Anna sẽ vẽ mái nhà này. Vẽ thêm một tường song song nữa ha. Khi đến thì Anna sẽ vẽ thân nhà và hai đường thẳng đi xuống, vuông góc cái nền. Còn đây sẽ là cánh cửa đại, cửa lớn á, khóa và cửa sổ bên tay trái, một cái cửa sổ tương tự ở bên phải. Anna vẽ thêm một cái cửa sổ ở phía bên trên, đây là cửa sổ cho các mái. Anna đang vẽ thêm một cái đường bọc ở ngoài cửa sổ để làm cho cái khung nó cảm giác nó to hơn. Khi đến thì Anna sẽ vẽ bậc tam cấp. Từ vì là bậc tam cấp nên là sẽ có 3 bậc ha, bởi vì tam cũng là 3 này. Rồi còn đây sẽ là cái ngõ nhỏ, cái lối nhỏ để đi vào nhà. Khi đến thì em là sẽ vẽ cái lùm lùm cái kẻ ở phía trước nhà, hai bên nhà. Thì đây có thể là cây xanh đơn giản hay là cây hoa, tất cả các bạn. Trong cái video này thì Anna sẽ vẽ này là cái bụi cây có hoa. Mọi người đừng quên đăng ký kênh Lala Luna để tiếp tục và đồng hành cùng với Anna và Lily vẽ thật nhiều bức vẽ nữa ha. Lát nữa Anna sẽ thêm hoa cho cái bụi này. Còn bây giờ thì Anna sẽ vẽ ống khói ha. Cái ống khói này tại Việt Nam mình không có xài, nhưng mà ở khu Anna đang ở thì nó rất là phổ biến, hầu như nhà nào có một ống khói ở trên mái. Còn bên phải này thì Anna sẽ vẽ một cái cây lớn. Đây sẽ là mối cây ăn trái ha. Cây cao như thế này thì chắc là cao ngang ngang với lại cây bưởi ở Việt Nam. Thì phía trên này sẽ có 3 hoặc 4 chạc nữa ha, 4 cành lớn. Còn đây sẽ là 8 lá. Hôm nay sẽ vẽ trái lên ha. Vẽ thêm khoảng trường chục trái. Cái cây nó thêm sinh động. Mà là sẽ vẽ một vài đám mây ở phía trên như nhà để cho tăng cảnh thêm lãng mạn. Đám mây này sẽ to hơn một chút ạ. Phía trên đám mây này thì em sẽ vẽ một con mặt trời có những tia nắng đang tỏa ra để cho bức tranh thêm tươi sáng. Tiếp đến thì em sẽ vẽ hai cái cây nhỏ ở phía bên trái này ha. Cái hai cái cây này sẽ là hai cây thông rộng nhỏ. Ở trước cửa nhà anh là phía vườn trước cũng có một cây thông nhỏ như này. Cây thông này mùa đông có lại đến mấy thì nó không mọc lá luôn. Đẹp nó giữ màu xanh vậy cân năng luôn á, mình sẽ nghe là xinh. Hôm nay đang tỉa thêm một vài nét nhỏ nhỏ để tạo nên cái sự sinh động cho hai cái thân này ha. Rồi bây giờ thì hôm nay sẽ vẽ thêm một vài cây, có thể nói là cây hoa cũng được không, ở phía hai bên đi ngõ nhỏ. Về Anna luôn mơ về một ngôi nhà mà có
tặng hoa ở hai bên lối vào nhà. Nếu như mà là hoa hoải hương thì càng tốt, bởi vì Anna thích hoa hoải hương, thích màu hoa và thích cái mùi hương của hoa hoải hương. Bây giờ thì Anna sẽ tô màu những cái trái này. Lúc mà em nói Anna nói là trái bưởi đúng không, cho nên bây giờ Anna sẽ tô màu cam ha. Thật ra thì bưởi thường có cái màu, cũng có loại bưởi có trái có da màu cam, nhưng cũng có loại bưởi có da màu vàng thì màu chín á. Và đây là màu của tô lá. Nếu như các bạn có màu nước thì tô màu nước sẽ nhanh hơn và có cái màu đậm hơn. Và đây là đang sử dụng bút chì màu loại thường nên nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để tô, và cái màu lên hình nó cũng không được đậm lắm. Nhưng mà nó có một cái tiện đó là nó sẽ ít bị lem trong màu nước thì cần phải kiểm soát tốt lượng nước lượng màu, bởi nó rất là dễ lem. Với lại phải đầu tư giấy, mà giấy với màu nước thì thường dày hơn và nó có độ thấm nước nhất định nên nó cũng đắt hơn. Còn giấy nào đang vẽ thì chỉ là giấy A4 thường thôi. Thì đến thì Anna sẽ tô màu cho thân cây. Thì trong video trước Anna tô xong màu thân cây cái màu là cái thị á, là cái màu nâu vàng. Còn trong video này thì Anna tô màu nâu đen cho thân cây ha. Rồi bây giờ thì Anna sẽ tô màu xanh dương cho mây. Thì tùy các bạn muốn lột tả phong cảnh hay nào đó, nếu như mà là một phong cảnh buổi trời chiều thì đám mây có thể có màu vàng, thậm chí là màu đỏ hay đám chiều đẹp lắm. Còn trong video này thì Anna cho đám mây màu xanh ra trời cho cái phong cảnh nó mát mát hơn. Bây giờ ở Việt Nam cũng đang chuẩn bị vào hè rồi nên là trời sẽ rất là trong và xanh. Ở ngôi nhà này thì anh này muốn cho nổi bật nên anh này sẽ tô màu đỏ ha. Một ngôi nhà có gỗ màu đỏ, sơn đỏ ngoài và mái màu đỏ luôn, thật dễ ha. Thường thì anh này rất thích ngôi nhà có màu đỏ, bởi vì là nếu như là nhà xung quanh mà nhiều cây cối á, thì cái màu đỏ ngôi nhà nổi bật ăn trên nền màu xanh sẽ rất là đẹp. Nhất là khi các bạn nhìn từ xa, mình có thể nhận ngay ra ngôi nhà của mình. Thường thì Anna thấy là ở bên Mỹ, khu của Anna đang ở đó là khu New York đó, thì người ta sơn nhà màu đỏ khá là nhiều, nhất là những nhà cũ, nhà cổ cổ. Còn khu Việt Nam mình thì Anna thấy ít người sơn nhà màu đỏ ha. Còn hai cái cây trong này thì Anna sẽ tô màu xanh lọt hơn so với lại cái cây ăn quả cao kia ha. Cái gồm hoa này thì Anna sẽ ra thêm một vòng hoa trước ở đây. Nếu như mà mình thích thì có thể vẽ hoa dày hơn một chút, còn Anna thì vẽ hoa chậm chân kiểu hoa cây thưa này cho gần được rồi. Rồi thì tô màu nha. Nếu như mà là không thích hoa thì là để nguyên như vậy thôi, tô hết màu xanh phủ lên là nhìn nó đẹp ha. Còn anh nào thì thích hoa lá cành nữa, anh nào vẽ thêm vào cái hoa lên đây nữa. Anh nào sẽ tô hai màu vàng ha. Nhưng mà còn anh nào thấy cái hình mặt trời màu vàng rất là đẹp quá nên là những hình màu vàng. Thì sơn luôn cái cửa lớn của chính màu vàng luôn. Còn bậc tam cấp em này sẽ tô màu sáng ha. Anh là tô thêm cái ống khói này nữa là sắp xong rồi đó. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với anh là trong ngày hôm nay. Chúc mọi người vẽ thành công ngôi nhà đơn giản này nhé. Và hy vọng các bạn trong tương lai sẽ có một ngôi nhà thật đẹp của riêng các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên đăng ký kênh La La Luna nha. Bye bye.